Santa, xin chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau nghe tiếng kêu của các con vật để học các con vật bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay thôi nào. Các bạn ơi, các bạn có thấy tiếng kêu này rất quen thuộc không? Tiếng kêu này là của con vật nào nhỉ? 1, 2, 3, đó chính là tiếng kêu của con lợn đó. Pig. Con lợn. Con lợn sẽ được nuôi ở trong chuồng. Lợn cho chúng ta thịt lợn và cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng ta ở trong các bữa ăn hàng ngày đó. Tiếp theo, đây là tiếng của con vật nào nhỉ? Chắc hẳn các bạn sẽ đoán ra đúng không nào? Tên tên. Đây là tiếng của con vật, con chó đấy. Dog. Con chó. Con chó, chắc hẳn các bạn nhỏ đã quen thuộc với nó rồi đúng không nào? Con chó thường được chúng ta nuôi để trong nhà phải không nào? Tên tên tên. À, chúng ta nhận ra đây là con gì rồi đúng không nào? Đây chính là con gà mái đó. Hen. Con gà mái. Gà mái đẻ trứng và ấp trứng để ra những chú gà con. Ngoài ra, trứng gà và thịt gà mang lại rất nhiều chất dinh dưỡng trong những bữa ăn của chúng ta đấy. Các bạn nhỏ nhận ra đây là con vật gì rồi đúng không nào? Đây chính là con gà trống đấy. Rooster. Con gà trống. Gà trống sẽ đánh thức chúng ta dậy vào mỗi buổi sáng đấy các bạn ạ. Đây là con gì ta? Đây chính là con ngựa. Horse. Con ngựa. Con ngựa thì ăn cỏ và chúng chạy rất nhanh nha. Con gì đây ta? Con gì đây ta? Tên tên. Đây là con bò. Cow. Con bò. Trên màn hình của chúng ta, đó là con bò sữa đấy các con ạ. Con bò của chúng ta có hai loại, đó chính là bò lấy sữa và bò lấy thịt đó các con ạ. Quạc, quạc, quạc. Tiếng động này các bạn đã nhận ra con gì chưa? Đó chính là con vịt đấy. Duck. Con vịt. Con vịt cho chúng ta trứng và cho chúng ta thịt nữa đấy các bạn ạ. Thịt vịt và trứng vịt là những thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng. Các bạn ơi, các bạn tiếp tục nhìn hình và đoán xem là con vật gì nhé. À, đây là con dê. Goat. Con dê. Con dê thì thường hay ăn cỏ và con dê thì cho chúng ta sữa dê và thịt dê đấy. Sữa dê có rất giàu chất dinh dưỡng đấy các bạn nhỏ ạ. Tên tên tên. Tiếp theo đây là con gì nhỉ các bạn nhỏ ơi? Các bạn đã đoán được ra chưa nào? Đây chính là con cừu. Sheep. Con cừu.
Lông của con cừu chính là những nguyên vật liệu để làm ra những chiếc áo khoác và những chiếc chăn lông thật là ấm áp vào mùa đông cho các bạn đắp đấy các bạn ạ. Như vậy là San San ta đã cùng các con đoán tên các con vật qua tiếng kêu rồi đấy. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đã trả lời được mấy con vật rồi? Các bạn nhỏ đừng quên bấm like, share, subscribe kênh để là những người đầu tiên xem những video thú vị từ San San ta nhé. Sau đây, San San ta và các bạn nhỏ cùng ôn lại một lần nữa nhé. Pig. Con lợn. Dog. Con chó. Rooster. Con gà trống. Hen. Con gà mái. Horse. Con ngựa. Cow. Con bò. Goat. Con dê. Sheep. Con cừu. Duck. Con vịt. Video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhỏ ở những video tiếp theo. Các bạn nhỏ ơi, nếu yêu mến San San ta thì hãy bấm like, share, subscribe kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Bye bye.